chúng ta đi được 127 bài kinh là cái gì? Mới đây cũng mà hôm nay 2 năm chứ? 3 năm à, 2 năm rồi. Chúng ta thấy bất cứ một bài kinh nào thì cũng có thể là có cái phần duyên khởi. Duyên khởi nói đến địa điểm, nói đến nguyên nhân, Đức Phật giảng thuyết kinh, nói đến đối tượng mà Đức Phật ngài giảng kinh cho người đó, đối tượng đó, và Đức Phật ngài ở tại đâu. Bài kinh này là vị viết trong Thế Tôn, Đức Thế Tôn trú tại Cetavana Savatthi, là nói Savatthi. Tịnh xá không có cô độc của ông. Tịnh xá của các cô độc. Chấm. Kinh này được ngài A-lô-tá viết cho người vợ một. Thì trong cái phần thiền sự này thì chúng ta thấy rằng ông Cờ Mọt đã đến thưa cái tôn giả A-lô-tá. Thì chúng ta cũng biết đó là mẹ A-lô-tá là vị đệ nhất về thiền nhẫn không. Trong kinh có nói đến cái giai đoạn mà lúc mà Đức Phật ngày tịch diệt ấy, thì ngài Đức Thánh với thiên nhãn của mình biết rằng Đức Phật ngày nhập thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền, và ngày nhập được trở lại, rồi sau đó thì ngày nhập lên nữa, rồi ngày vô như đi nước bàn luôn. Và trong kinh cũng có nói đến cái câu chuyện là ngài Đức Thánh của chúng ta đó, ngày đi ngày thấy với cái thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy cả muôn chuyện thế giới là xa bài, có những chúng sanh khác biệt. Đó là nói đến cái khả năng mà ngài A-lô-tá ngài có được, đó là thiên nhãn thôi. Hay chúng ta biết rằng đó là một trong những cái gọi là sanh tử thông. Sanh tử thông tức là biết được cái chúng sanh ở các cái cảnh giới như thế nào, do cái duyên nghiệp gì mà chúng sanh trở. Và điều này sở dĩ mà có được cũng chính là do mỗi một cá nhân, mỗi một người tu hành của chúng ta có được. Tức là lúc mà mình tu tập, đặc biệt là với một người mà cũng tu tập thiền chỉ, cái gì có tu tập thiền chỉ thiền định ấy, thì vị này có thường xuyên để mà mình tu tập cái đề mục. Ví dụ như mình thấy rằng có đề mục ánh sáng sắc xanh xà trắng đỏ và ánh sáng, rồi hư không, những cái đề mục đó là những cái đề mục mà chúng ta nói đến cái đề mục của thiền chỉ. Thì các vị Phật tử cũng thấy rằng trong đề mục của thiền chỉ có đến 40 đề mục lần sao, 40 đề mục sao cái gì, tức là 10 đề mục tùy chủ nhị, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục hoàn tịnh, và bốn phạm trú. Bốn phạm trú tức là từ bi hỷ và xả, rồi bốn đề mục thiền của vô sắc, rồi niệm gì niệm tịnh tịnh của niết bàn.
và bị tình tình đúng bạn và một cái là niệm về sự bất tình, tức là tổng tất cả là 40 đề mục, và không phải là đề mục nào cũng đưa đến tứ thiền, có những đề mục chỉ đạt được tận định thôi. Ví dụ như chúng ta biết là 10 đề mục tùy niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên là do rằng đó là đề mục trong sự chế định, chế định bởi vì người ta niệm đến cái ân đức của Phật chỉ là những cái chế định thôi. Khi mà mình niệm đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì chúng ta quán niệm đến cái ân đức của Phật, đó đều là do cái khái niệm chế định của chúng ta, và đó nó chỉ đưa đến gọi là đạt đến tận định thôi, chứ nó không mang đến cái kim cố định. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy duy cái bài kinh hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng ngày Anuruddha cái phần B
hay đồng nghĩa và đồng nghĩa, đồng nghĩa chỉ khác biệt về văn. Này tôn giả Luân Đức Thắng trả lời: Này gia chủ, hãy nói lên những điều gì ông nghĩ về vấn đề này. Nhờ vậy vấn đề này sẽ trở thành xác thực cho ông. Thưa tôn giả, con nghĩ như sau: Vô lượng pháp giải thoát và đại năng pháp giải thoát, các pháp này, các pháp này, các pháp này đồng nghĩa nhưng các văn. Này gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại hạnh tâm giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn nghĩa là các nghĩa các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Và này cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo an trú biến mạng một phương với một tâm có vũ quân tử, với cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba. Như vậy thì ở đây trong cái nội dung kinh này đó, thì chúng ta thấy cái phần mà trưởng lão An Lũ Đức Thái đã giảng cho phần một và Giác Căn Thá đó, thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái gọi là vô lượng tâm giải thoát. Như vậy thì ở đây với cái tâm của một cái vị trưởng, một cái người mà tu tập về thiền đó, thì chúng ta biết rằng bốn cái đề mục thiền mà gọi là tứ vô lượng tâm hay gọi là bốn phạm trú, đó là từ bi, hỷ và xả. Bốn cái đề mục này đó, thưa với quý Phật tử, đó là trong đời sống hàng ngày thì nhiều khi đời chúng ta cũng tụng niệm hoặc là chúng ta được nghe chúng ta giảng dạy cho chúng ta là làm sao mình tu tập những cái tâm như thế này, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì như trong đời sống hàng ngày đó, quý vị Phật tử thấy rằng là nhiều khi mình nếu mà mình khởi cái tâm này cho nó thật lớn mạnh thì đó là một trong những cái đề tài đề mục mà mình tu. Ví dụ như tâm từ là mình thương, mình coi như mát mẻ với chúng sinh. Từ thì cái gì thấy rằng nó là một trong những cái trạng thái đối ngược lại với cái tâm sân. Nhiều khi đó là ở trong cái đời sống hàng ngày, thì đây chúng tôi nói trên phương diện của hàng ngày trước, thì khi mà đời sống hàng ngày đó, mình gặp những chuyện mà hài lòng hay là không hài lòng, dự ý hay là không dự ý, khi đó tâm mình nó sẽ sinh ra những sự, đặc biệt là những chuyện mà không hài lòng. Hài lòng á là mình không dự ý với những cái điều đó thì tâm của mình nó sẽ sân hận, buồn bực và mình sẽ khó chịu. Và do đó trong cái việc mà mình khởi cái tâm từ với mọi cái người á, mọi người ở đây đó là không, trong cái bài soạn của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là nói đến khi mà tôn giả trưởng lão An Lũ Đức Thát trả lời đó là: Này gia chủ tử, vô lượng tâm giải thoát và đại năng tâm giải thoát là những pháp này vừa khác văn và vừa khác nghĩa. Này thế nào là vô lượng tâm giải thoát này? Thì cô an trú biến mạng một phương hay là nhiều phương, một phương trước kia là một phương và nhiều phương, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là nhiều phương, tức là nhiều phương khắp các nơi. Ví dụ thường thường thì trong cái chế định của chúng ta đó, là chúng ta nói là 4 phương 8 hướng, thì 4 phương 8 chính, 4 phương 9 tức là phương đông, phương tây, phương nam và phương bắc, rồi 8 hướng có thể là đông nam, tây nam nữa, rồi bắc, tây bắc, đông bắc vậy, ta cộng thêm nữa rồi phương trên và phương dưới. Tức là trong đời sống hàng ngày mình ráng cố gắng mình khởi cái tâm từ, mình mát mẻ với những chúng sinh. Khi mà chúng sinh
đặc biệt là khi mà mình các vị thấy rằng khi mà mình khởi cái tâm mà sân hận với ai thì đó là một trong những cái điều mà bất lợi cho chúng ta. Cái người mà sở dĩ mà đụng chuyện gì cũng sân á, tức là người đó họ có cái tánh đa sân, trong nhiều kiếp là họ buông tập cho cái tánh đa sân. Ví dụ như đồng xảy ra một việc giống như nhau, nhưng mà nếu như một người mà có cái tánh hai sân á, thật ra họ đụng một chuyện trước đó là họ đã sân rồi. Còn có người thì cái tánh họ ít có sân, cho nên là chuyện quá bắt lắm thì họ mới sân. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta trong đời sống hàng ngày đó, là mình khởi cái tâm từ, tức là mình khởi cái sự mát mẻ mong cho chúng sanh. Bởi vì khi mà mình nói đến cái pháp mà gọi là cái đề mục để mà khởi tâm từ, thì ở đây đặc biệt là không phân biệt là người thân hay là người sơ, tức là người quen hay là không quen, thân quyến hay là không thân quyến, quốc nhục hay là không quốc nhục, hay là đệ tử không phải đệ tử. Chúng ta tu tập tâm từ là không có phân biệt bất cứ một người nào, dù là người đó như thế nào. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu mà trong thanh tịnh đạo nói, nếu mà mình tu tập tâm từ, tức là mình mát mẻ với mọi người, nó khác với là thường thường đó là chúng ta nghe trong kinh đó, được mô tả là cha mẹ là có bốn đức là đức từ, đức bi, đức thị, đức xả đối với con. Mà sự thật ra là cha mẹ có bốn đức tức đó, nhưng mà sự thật ra đó thì không phải là cha mẹ lại có những cái tu tập bốn cái pháp này, không phải là tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xả. Nhưng mà do cha mẹ có bốn đức đó. Bốn đức là sao? Ví dụ như cha mẹ thương con thì luôn luôn mát mẻ với con, thì nghĩ rằng con là con của mình, để chẳng hạn như vậy. Rồi khi mà con có cái gì đó thì cha mẹ cũng không bao giờ cũng làm sao cũng không bao giờ sân hận hoặc là hận hay là khó chịu hay là nóng giận đối với con rất là nhiều, không có, hạn chế những điều đó. Thì cha mẹ có đức tính đó. Rồi mà cha mẹ có đức tính thương con, thì chúng ta phân biệt được là cái thương ấy, của tâm từ nó khác hay là tâm bi nó khác với lại cái tâm mà nịnh ái. Bởi vì cái tâm mà mình nói là tâm bi ấy, là tâm mà thương người đó, thương chúng sinh đó, thì thương đó nó không có bị trói buộc. Cái thương đó nó không có bị trói buộc. Cái khởi của lòng từ, lòng bi ấy, bi tức là mình thương xót với chúng sinh là không có bị trói buộc. Bởi vì trói buộc ở đây đó, ví dụ như cha mẹ mà thương con thì nghĩ đó là con của mình, nghĩ đó là con của mình, chẳng hạn như vậy, thì cha mẹ cũng có tình thương đối với con đó, nhưng mà nghĩ đó là con của mình. Nhưng mà cái người mà tu tập về tâm từ và tâm bi, đặc biệt là tâm bi đó, là thương chúng sinh đó, thì không có phân biệt là kẻ sơ hay là người quen hay là người thân hay là ông thân, đều là bởi tâm bi. Bi là không nở thấy nghiệp chúng sanh khổ, cũng như là cha mẹ có cái tâm bi là không nở thấy con khổ. Quý vị thấy rằng nhiều khi đó là ở nhà thì nhiều khi mình có con rồi đó, thì mình mới thấy là mình thương con. Rồi từ khi mà mình khởi cái tâm mà mình thương con mình thì mình mới nghĩ là cha mẹ mình cũng thương mình như vậy. Cho nên cái đức bi đó, tức là cái lòng bi của mẹ và cha đó, thì nó luôn luôn là thương con, luôn luôn là thương con. Nhưng mà cái thương đó, xin thưa quý vị đó, là có những cái sự và sở hữu, sự chấp là vì nghĩ đó là con của mình. Nếu mà giả sử như một người khác thì chắc có lẽ là cũng không thương, không thương. Một người khác ngoài con mình ra thì có lẽ là không thương lắm, không thương lắm. Cho nên cái người mà tu tập về tâm bi là không có phân biệt là kẻ sân hay người thơ, dù là 10, 1 phương, 2 phương, 3 phương. Thí dụ như là chúng ta nói về cái chế định là phương Nam, phương Bắc, phương Đông, phương Tây, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc chẳng hạn, rồi phương trên và phương dưới. Thì khi mà mình khởi tâm từ đó, thì cái người mà có cái tâm từ như vậy đó, là mình mát mẻ đối với những chúng sinh. Từ đó, tức là mình mát mẻ không có sân hận đối với chúng sinh. Từ là mát mẻ không sân hận đối với chúng sinh.
từ là một trạng thái mát mẻ không sân của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta nhìn ở trong bản duy nhiều pháp chúng ta cũng có này, thấy không, vô sân á, trong 19 tâm tịnh hảo biến hành, tính niệm tàm quý, tính niệm tàm quý. Như vậy tính niệm tàm quý, vô tham vô sân. Vô sân là một trạng thái của tư, một trạng thái của tư, tự tâm, tự tâm. Như vậy thì khi mà trong bài kinh này đó, gọi là một cái người mà khởi cái tâm từ mà gọi là vô lượng tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát là vị chỉ kheo an trú biến mạng một phương cho đến nhiều phương, với tâm từ câu hữu với tâm câu hữu với từ bi, chúng tôi biết câu hữu với từ bi thị và xã. Như vậy thì trước tiên chúng ta nói đến là tâm câu hữu với từ ha. Bây giờ các vị biết đại khi nãy đó là cái câu hỏi của khi mà ông Thợ Mộc Ban Chánh Căn Thá đã hỏi tôn giả rồi đó, giống nhau hay khác nhau như thế nào, thì tôn giả chúng ta viết con số 1 đi, một nhỏ. Trưởng lão trả lời: này gia chủ, tử vô lượng tâm giải thoát và đại hằng tâm giải thoát vậy, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn, này cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Đã bị xuống dòng gạch đầu dòng tỳ khô an trú biến mạng một phương ba chấm, với tâm câu hữu với từ, phải bi, phải thị, phải xả, phải với một phương và nhiều phương, chúng ta viết từ bi thỉ và xả, thầy viết từ bi luôn, từ là mét tắt chín ba, đi là ca số hai. Bốn phạm trú này lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, bốn phạm trú này lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng
vậy tâm không sân hận vì muộn. Chẳng. Này để chúng tôi giải tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm từ đó, tâm từ là một cái đức tính tốt mà ở người cha người mẹ cũng có, về bốn cái đức tính đó. Và đối với một cái người tu thì chúng ta cần phải có cái khởi tâm, đặc biệt là chúng ta nói đến thiền định ấy, thì bốn cái đề mục mà thuộc về thiền chỉ ấy, thì trong đó có cái đề mục gọi là bốn tứ vô lượng, tứ vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm. Bởi vì các vị phạm thiên đa phần ấy, dường như là các vị có bốn cái đức tính này, cho nên là ta gọi là đề mục phạm, phạm chúng, tức là nơi trú cái pháp này của một cái vị phạm thiên. Mà đặc biệt là các vị mà sanh về do năng lực của thiền, mà các vị sanh về gọi phạm thiên sắc hoặc là vô sắc ấy, thì các vị đó không có sân, tạm thời không có sân. Tạm thời không có sân đó là do các cái năng lực của thiền. Thì chúng ta biết rằng cái thiền đó, thì trong các cái chi thiền mà chúng ta biết là sơ nhị tam tứ thiền đó, thì chúng ta có trong cái hệ thống chi thiền thì chúng ta có tầm, tầm thứ hai nữa là chúng ta có chi tứ, thứ ba là chúng ta có chi nhị, chi nhị và thứ tư là chúng ta có chi lạc, thứ năm là chúng ta có chi định. Và thường thường ở bên ngoài người ta cứ nghĩ là người mà chứng thiền chỉ là người chứng đạo quả, không phải. Người chứng thiền chỉ thì xin thưa quý vị là cái người đó các cái vị ngoại đạo họ cũng có thể chứng được. Quý vị đồng ý với chúng tôi không? Nà, các vị ẩn sĩ đó, từ thời Đức Phật cho đến ngày nay thì chúng ta cũng gặp những trường hợp đó. Bởi vì trước cái thời Đức Phật thì các vị ẩn sĩ người ta cũng có thể chứng được các cái tiền chứng đấy, người ta có các thể chứng được các cái tiền chứng. Ví dụ như chúng ta nghe là khi mà Đức Phật ngày đến ngày cầu của đạo, khi mà Đức Phật mà ngày chưa giác ngộ đó, thì khi mà ngày đi tầm đạo thì ngài có gặp hai cái vị đạo sĩ là A-la-ma và Uttaka đó. Thì hai cái vị này là một trong hai vị đại chứng hai cái tầng thiền vô sắc rất là cao, một vị chứng phi tưởng, phi phi tưởng và một vị chứng vô sở hữu xứ. Vì vậy thì đã vượt qua bên cái thiền vô sắc, thiền sắc rồi, các vị ấy đã vượt qua thiền sắc rồi, mà các vị đã thành tựu trong hai cái chi thiền này, hai cái chi thiền là không phi tưởng, phi phi tưởng và không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu. Chúng ta thấy thì phải nói rằng là khi mà một trong những cái đề mục của tâm từ đó là đề mục mà để cho chúng ta có thể là chứng thiền, mà đặc biệt là chứng có thể là chứng đạt được tam thiền hoặc là tứ thiền, hoặc là có những cái đề mục mà đạt đến ngũ thiền nếu mà mình nói theo kinh tạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tầm thì đối trị cái gì. Dạ. Không trần. Tứ đó chị gì? Hoài nghi. Thì đối trị sân hận. Là đối trị tạo tử đó. Và chi định đối trị tha. Thì trong kinh á có nói là một vị tỳ kheo chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng, có tầm có tướng do ly dục dục sinh, và ở trong một cái trạng thái thứ hai của vị thiền đó là một vị tỳ kheo chứng và trú vị thiền một trạng thái hỷ lạc do định sinh. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chứng được sơ thiền thì lúc đó chi tầm và chi tứ
có đầy đủ sinh khởi lên để nó đối trị lợi giữa lợi các cái truyền cảm, cái pháp truyền cảm này. Bởi vì chính do cái pháp truyền cảm này nè, làm cho chúng sanh phải chao đảo, làm cho chúng sanh phải trầm luân, làm cho chúng sanh phải khổ lụy ở trong đời sống, mà chính vì ôn trầm hoài nghi, sân hận, trào tưởng và tham dục. Cho nên là khi mà một vị mà tu chứng thiền á, thì quý vị biết rằng nè, lúc mà mình tu á, nếu mà mình nói ở cõi người á, thì mình tu là một trong những cái tâm mà tư trí, tâm đại thiện tư trí. Nhưng mà cái giai đoạn mà chứng thiền á, các vị thấy rằng nó là cái giai đoạn mà chứng thiền á, và cái môn chuẩn bị cận hành thượng tước vô ra vô gần rồi vô ra vô rồi tới gì thiền. Thì cái giai đoạn này là những một tốc hành tâm, tức là một cái lọt trình tâm mà gọi là tâm khách quan của chúng ta. Thì cái giai đoạn mà để mà tu chứng, nếu mà một người mà tu chứng sơ thiền thì tâm thiền sơ thiền sẽ sanh khởi lên để làm áp chế các cái điều cảnh này. Nếu mà sơ thiền thì áp chế được cái gì? Không trần. Thì áp chế những cái đó, những cái pháp điều cảnh đó để làm cho, bởi dĩ nhiên là khi mà mình tu á thì bằng những cái tâm mà đại thiện tương đương trí, trong đó có thể đó là tâm đại thiện tương đương trí thọ ý, gọi là tâm đại thiện tương ưng trí thọ xả, nhưng mà điều là tâm tương ưng trí hết tất cả. Và trong cái giai đoạn mà chúng ta tu đó, thì một loạt tình tâm này, và đến khi mà chứng nó làm bị chứng thì cũng là chính cái chỗ này vô trong vô chuyển tập. Rồi bắt đầu là chúng ta chứng thiền, thì lúc đó nó gọi là một cái vị chứng nhị trí sơ thiền. Thì quý vị biết rằng cái pháp truyền cái này đó là cái pháp mà nó che ngăn, nó làm cho cái tâm của mình á che ngăn tâm của chúng ta, nó làm cho trong cái đời sống của chúng ta bị dính mắc trong dục, rồi bị trạo cử, tức là tâm của chúng ta phóng dật trạo hóa, tâm của chúng ta sân hận, và tâm của chúng ta hoài nghi, trong tâm của chúng ta vô trọng. Chính vì vậy cho nên là cái người mà tu thiền á, thì cái điều kiện trước tiên đó là vị đó phải chuẩn bị cho mình ở một cái nội tâm, tức là về không gian, về không gian nó không có bị vướng mắc bất cứ một cái thứ gì. Nếu mà mình biết rằng cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền, cho nên tâm mình đã nghe khi mà mình ngồi thiền như vậy, nhưng mà nghe ở đâu nghe một cái tiếng động nhỏ nhất đó, mình cũng có thể mình lắng nghe, mình để cái tâm vô trong đó, thì đó là cái sự trở ngại. Cho nên là vị hành giả phải tập trung trong một đề mục. Thí dụ như chúng ta biết rằng có nhiều cái đề mục, gọi là một trong 40 đề mục. Thí dụ như cái người mà nói về niệm đất, thì họ nắm một cái mảnh đất độ khoảng 20cm này, họ nhìn vô đi, đến khi nào mà tâm của họ trú vào trong đó, khi họ nhắm mắt lại đó, thì lúc đó ánh sáng nó còn ở trong đấy. Ban đầu thì còn thấy rõ từng nét ở trong cái miếng đất đó, nhưng mà sau đó thì nó trở thành một cái ánh sáng, nó hoàn toàn trở thành một cái vòng tròn. Đến khi họ nhắm mắt lại đó, thì họ vẫn thấy ánh sáng đó. Thì một trong những cái gọi là niết bàn, tức là những cái hiện tướng
mà ở cái người tu thiền có được, thì lúc đó cái nội tâm nó đã đi đến cái gọi là, mà chúng ta biết rằng nó gần đi đến cái gọi là tận định, tận định Upacara Samadhi đó. Upacara Samadhi tức là một cái trạng thái định, nhưng mà nó chưa có vững, nó chưa có vững. Ở đây nó là cái lúc mà mình định được, có lúc mà mình không định được, có lúc cũng bị dao động, có lúc cũng không định được. Thì ở đây đó, nó giống như là cái hình ảnh mà chúng ta nghe ví dụ trong kinh đó, giống như là một cái đứa trẻ mà mới biết đi, thì khi mà cha mẹ của nó dìu dắt nó đi, nó cầm tay nó, nhưng mà khi mà buông ra thì nó té xuống. Té xuống xong rồi nó lát nữa thì nó có thể chờ nó đứng dậy, nó đi được vài bước nữa nó té nữa. Thì đó là trạng thái của Upacara Samadhi, tức là tận định, tức là nó định, có lúc định được và có lúc không. Lúc định được thì tâm nó trụ vào, nhưng mà có lúc mà không định được thì bị tán loạn. Và do vậy đó, thì ở đây trong cái giai đoạn này gọi là Upacara Samadhi. Rồi khi mà tâm mà áp chế hết tất cả các cái tiền cảm, đặc biệt là khi mà chứng được sơ thiền, thì lúc đó áp chế cái tiền cảm hoặc là hung trầm hoặc là hoài nghi, thì quý vị thấy rằng những cái tâm này, những cái này, cái trạng thái này và trạng thái này, những trạng thái này đó là trở ngại cho tâm hết. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình, quý vị biết không, cái lúc nào mình mệt quá, nếu mà đây ai có ngồi thiền á, thì nếu như mình mệt quá đó, quý vị thấy rằng mình quên nặng vào trong cái tập trung đề mục, có phải không? Lúc đó mình ngủ, mình bị hôn trầm thì mình không có còn nhớ cái đề mục của mình nữa, mà lúc đó tự nhiên cái tâm của mình nó lỏng đi một chút, nó mất đi. Đến khi mà mình sực nhớ là mình sực tỉnh lại đó, mình tỉnh lại đó, mình nhớ lại đó, thì một khoảng thời gian mình đã bị mất đi, mình không có tập trung đề mục, thì cho nên cái tâm của mình nó bị hôn trầm. Lúc đó là mình hôn trầm, mình buồn ngủ. Cho nên là cái người tu là không phải là ngủ là tốt, mà cũng không phải là thức phóng dật là tốt. Cho nên là chúng ta có hai cái trạng thái, một là chúng ta rơi vào trong trạng thái hôn trầm, hai nữa là trạng thái chúng ta thức mà chúng ta tâm chúng ta phóng dật, tâm chúng ta bị trào dâng, nó cứ liên miên như vậy, nhớ hết cái chuyện này, hối hận, nói tiếc, buồn, tội gì đó, chúng ta nhớ cái chuyện này rồi vui buồn một. Thì những cái điều đó nó là trạng thái trở ngại của tâm hết. Vì vậy cho nên là khi mà sơ thiền sanh khởi lên thì vị đó có thể là làm giảm đi cái tầm, làm cho cái hôn trầm này đó, nó bị mất đi, và làm cho cái hoài nghi. Cái hoài nghi là cái gì? Là trạng thái vân vân lượng lượng. Vân vân ở đây đó, chúng ta chưa có nói đến cái chuyện mà mình hoài nghi về ơn đức của Phật, ơn đức của Pháp, của Tăng. Ngay cả cái Pháp mà mình đang hành trì ấy, những cái thiền mà mình đang hành trì, lúc đó nó sanh lên một cái trạng thái ở nội tâm mà mình lại không biết định cho một điều gì, không có biết đón cho một điều gì. Thí dụ như mình có một cái gì mất mặt, lúc đó nó đang lưỡng lự. Hoài nghi là một trạng thái đang lưỡng lự, nó không có biết đón cho một cái điều gì. Thì chính cái đó nó làm cho mình giận dữ tại chỗ, vì vậy cho nên cái hoài nghi nó cũng là một trở ngại. Chúng ta phân biệt ở đây đó là cái hoài nghi giữa cái hoài nghi bình thông thường và cái hoài nghi ở trong cái điều đặc biệt là đối với một cái người mà có cái tâm hoài nghi. Từ lúc mà mình hành thiền mà mình bị một cái điều gì rồi, thì tự nhiên cái tâm của mình nó phân vân, nó không có quyết tâm cho một cái điều gì, thì chính cái đó là cái hoài nghi, cái truyền cái hoài nghi. Cái truyền cái đi qua đó nó tức là chỉ cho cái pháp mà nó che ngăn cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó không có thể vững chắc được, không có thể chú định là được trên cái đề mục. Vì vậy cho nên là khi mà cái người mà chứng sơ thiền ấy, thì quý vị biết rằng trong cái giai đoạn tu, dĩ nhiên là mình tu bằng những cái tâm đại niệm tương ứng trí, mình đang ở có người có nhân loại của chúng ta, đại niệm tương ứng trí hoặc là họ xã. Nhưng mà giai đoạn mình tu chứng thì cũng chính là cái tâm, nếu mình chứng sơ thiền thì tâm thiện sơ thiền, bậc thiện sơ thiền
đối với tăng hữu học và thiện sĩ thiền đều là sử dụng tâm thiện sắc giới hết không? Có phải? Dạ. Thánh hữu học, nếu mà bị đói tu thiền, chứng thiền và nhập thiền cũng đều là tâm thiện sắc giới không? Chính là người phạm tam nhân, người phạm tam nhân giới điều niệm, người đó phải chứng thiền thì đều là sử dụng tâm thiện sắc giới. Tâm thiện là thiện sơ thiền, thiện địa thiền, thiện tâm thiện, thiện chú thiền và thiện ngủ. Bởi vì tâm thiện sắc giới nó có ba cái công năng chính, tức là gì? Là gì? Chứng thiền, nhập thiền và hiện tâm. Hiện tâm thì không phải là tâm nào cũng hiện tâm, với điều kiện là người đó phải đạt trình độ ngũ thiền, chỉ còn xả ba và định. Vì vậy cho nên là ở đây đó, chúng ta nói rằng đó, là một cái người tu tập về tâm từ, tức là có cái tâm mát mẻ, không sân hận với một chúng sanh, lúc đó cởi lên tất cả muôn phương, phương đông, phương tây, phương bắc, tất cả phương nào, không có giới hạn. Và như vậy đó thì cái tâm của vị đó không có giới hạn bất cứ một cái phương nào, bất cứ một cái người nào. Như vậy thì ở đây có thể nói là vô lượng tâm giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái tu tập về tâm bi, tức là không nợ thấy khổ. Mình nói trong cái đời sống bình thường đấy, là nếu như mà mình chứng kiến cái cảnh mà mình thấy cái cảnh người ta khổ mà mình không có động lòng đó, thì cái người đó không động lòng trách ẩn đó, thì cái người đó ta gọi là vô tâm, tức là không có để ý đến hoàn cảnh khổ của người khác. Nhưng mà nếu mà cái người mà khởi tâm bi đó, thì không nợ thấy bất cứ một chúng sinh nào, dù là sơ hay là thân, quen hay là không thân, không quen hay là thuộc tịch hay không thuộc tịch, thì khi mà khởi cái tâm bi là không nợ thấy chúng sinh khổ. Cho nên cái người mà tu tập tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xả, quý vị thấy rằng cái người đó chẳng những gì đó là được mọi người xung quanh của mình được mến mộ. Mến mộ là do người đó có bốn cái đức, có những cái tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xả như vậy. Hay hoặc là chư thiên đó, người ta, các vị đó họ cũng quan hỷ đối với cái người mà tu tập thành mãn, tu tập thành mãn cái gọi là từ bi hỷ xả này. Chư thiên họ cũng quan hỷ đối với người đó. Cho nên là đặc biệt đối với một cái người mà tu tập về tâm từ thì tâm bi, tức là không nợ thấy chúng sanh sanh khổ. Rồi tâm hỷ là sao? Tâm hỷ tức là ở đây nói đến cái trạng thái hỷ lạc, trạng thái hỷ. Tâm hỷ tức là trạng thái thân quan ở trong cái tiềm chi của mình, trạng thái hân quan trong cái tiềm chi của mình, trạng thái hỷ lạc ở trong cái tiềm chi của mình, hỷ lạc ở trong cái tiềm chi của mình. Đối với một cái người mà tu tập về tâm thủy đó, ở trong đời sống hàng ngày đó, thì quý vị biết rằng nó là thường thường đó, chúng ta thấy rằng cái trạng thái tâm mà kinh bị tịch đố đó, nó là một cái trở ngại của cái tâm thủy. Bởi vì khi mà mình khởi cái tâm mà mình kinh tị tịch đố, mình không hài lòng với một cái người, chúng ta thấy rằng nếu một người mà mình thường có một cái tâm mà ganh tị tật đố thì mình không bao giờ mình vui và lành hài lòng với những sự thành tựu của người khác, hay là mình có thể là chia sẻ với cái niềm vui đối với người khác được, chia sẻ với niềm vui người khác. Cho nên là chúng ta thấy ở trong một cái trạng thái của ở nội tâm, thí dụ như chúng ta thấy cái tâm mà ở trong bốn cái sở hữu sân tâm, nó gồm có gì sân tập lẫn hóa, thì cái trạng thái sân thì quý vị biết rằng nó là một trạng thái mà nóng giận bực bội khó chịu rồi, nhưng mà tập ở đây là gì? Là ganh tị thôi, là ganh tị. Lẫn ở đây là trạng thái keo, cái gì gọi là sang tham. Thì cái mà tập và lẫn, tập là mình không muốn người ta thành tựu cái gì, không muốn người ta thành công cái gì,
người khác thành công chỉ vì về sắc đẹp, về danh vọng, về sức lực, về kiến thức, về tất cứ các thứ cái gì mà người ta hơn mình không chịu, đó là thật. Mình không muốn người ta thành công cái gì và không muốn người ta thành tựu cái gì, đó là thật. Nhưng mà lận thì mình không muốn chia sẻ những cái gì mà mình có. Nó là giống như vậy, cái trạng thái tâm nó giống như vậy. Trạng thái là lận là một trạng thái là mình không muốn chia sẻ một cái gì của mình có. Như vậy đó là lận, lận hay là nói là bọn xẻ hay là keo kiệt, đó là bất cứ một cái gì, bất cứ cái gì mà mình có mà mình muốn chia sẻ cho người khác, đó là lận. Nhưng mà tập là không muốn người khác có cái gì. Một mặt là mình không muốn người khác thành tựu cái gì, một mặt là mình không muốn chia sẻ cái gì mà mình có. Đó là hai cái trạng thái đó. Thì đều là nằm ở trong cái trạng thái của tâm sân đó. Mà tâm sân là trở ngại của cái thiền chính của chúng ta. Cho nên với một cái người mà tu tập mà có tâm từ trong đời sống hàng ngày đó, mình có tâm bi, tức là mình thương xót, hay là mình có cái tâm hỷ, tức là mình mắc, mình hỷ lạc, hỷ ở đây đó, mình nói trong đời sống hàng ngày, tức là mình vui ở trong những cái thành tựu của người khác. Nhưng mà hỷ ở trong thiền chi thì mình có nghĩa là cái người đó họ hân hoan ở trong cái sự an lạc ở trong thiền. An lạc trong thiền. Quý vị thấy rằng là mình thường thường khuynh hướng của người phàm phu của mình thì chúng ta bị đạt được cái gì mà chúng ta vui nhất thì có nghĩa là chúng ta sở hữu có cái này có cái kia. Nhưng mà đến khi mà chúng ta không có cái đó thì chúng ta cảm thấy buồn. Cho nên cái đời sống của mình có nhiều khi là mình cứ theo cái cảm giác bình thường trong đời sống, theo lời cảm giác, tức là những cái cảm thọ trong đời sống của mình là luôn luôn mình sống bằng cái cảm thọ, vui buồn được mất, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền ước mất quyền ước, vân vân. Trong tám loại gió đời đó thì chúng ta cứ xoay quanh trong những cái điều đó, được và mất, được và mất. Và cái được thì chúng ta vui, nhưng mà cái mất thì chúng ta buồn cả về cái này cái kia. Nhưng mà đối với một cái người mà có hỷ lạc ở trong nội tâm đó, là một trong những cái trạng thái từ ở nội tâm của họ, do họ định, do họ tu tập mà tâm của họ định được, cho nên là họ có được cái sự an lạc. Còn chúng ta đó là theo các dục. Cuối cùng trong kinh Pháp Cú nói là tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quanh cùng người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Có nghĩa là tâm của một người Phật Phu là bị cái các dục nè, bị các dục mà chúng tôi tạm gọi đây là hôn trầm hoài nghi, sân hận trả hối và tham dục này, nó quay cuồng, nó làm cho tâm của mình nó cứ chao đảo hoài và không bao giờ mình thấy nó là một cái sự an lạc nhất định, an lạc nhất định. Bởi vì mình nghĩ rằng nó là phải có cái này có cái kia thì mình mới hạnh phúc. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong kinh, đặc biệt là trong cái bài kinh Trung Bộ cũng có cái bài kinh mà khi mà mô tả là Đức Phật này ở trong rừng ấy, thì cái nơi thanh vắng cái gì, cái nơi thanh vắng, cái nơi mà không có ai bước tới, chỉ có những cái muôn thú nó ở trong rừng để nó kêu. Nếu mà một người bình thường có lẽ là mình sợ, mình sợ với những cái cảnh quan sơ, cái cảnh điều hiu vắng vẻ như vậy, rồi cái cảnh mà trong rừng như vậy thì có lẽ là mình rất là sợ, hoang mang và lo sợ. Nhưng mà với một cái người mà có nội tâm định tĩnh á, thì họ vẫn có được cái sự an lạc đó, họ vẫn có được cái sự an lạc đó. Mặc dù là về phương diện vật chất, tại vì mình nghĩ rằng mình phải có cái này cái kia, nhưng mà sự thật đó là do mình nói rằng có cái đó cho nên là mình hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc của mình là mình có thể nói là mình tự vai bởi vì có cái này cái kia để mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với cái người mà tu thiền đó, thì cái người mà có được cái an lạc ở nội tâm, đặc biệt là hỷ và lạc, hỷ nó là trạng thái quan hỷ, hỷ lạc ở trong cái thiền chứng của mình. Nhưng mà lạc là một trạng thái an lạc tinh tế hơn là hỷ một chút. Lúc đó là từ trong nội tâm của họ. Cái lạc này đó là không có phải là từ ở bên ngoài. Cái lạc ở trong thiền định nó không phải là lạc từ bên ngoài,
mà cái lạc tự ở trong nội tâm của họ, họ cảm thấy như sự an lạc. Dù là ở một cái cảnh nào cũng vậy, quý vị thấy rằng mình thiếu cái gì một chút, mình ở chỗ nào mà thiếu vật phương tiện một chút thì mình cảm thấy mình khó chịu. Bởi vì cái quen của mình, cái nhu cầu là phải có cái đó. Sự thật ra là những cái đó nó tạo cho mình hạnh phúc trong một cái nghĩa tạm thời, nhưng mà cái tâm của mình nó không an lạc, bởi vì mình cứ đi truy tìm, mà trong kinh gọi đó là dục tập. Mình cứ đi truy tìm và không bao giờ, mà trong kinh Đức Phật ngày nói đó là chúng ta không bao giờ thấy gọi là thỏa mãn hay là thấy vừa lòng với những cái gì mà chúng ta có. Bởi bản chất của chúng sanh và vô là vậy. Vì vậy cho nên là đó là sự trở ngại. Nhưng mà cái người mà có được cái lạc á, lạc ở trong thiền định á, cái chi lạc nó sanh khởi lên thì làm cho cái tâm trào tử. Trào tử ở đây đó là gì? Vừa là phóng dật mà vừa là phóng thần phóng tiếp. Đó là cái trạng này. Ví dụ như lâu lâu mình nhớ đến những chuyện rồi, tại sao cái chuyện đó mà mình không làm, tại sao cái chuyện đó mình lại nói như vậy, tại sao cái chuyện đó mình lại làm như vậy, mình nhớ đến những điều đó rồi mình cảm thấy mình khó chịu, cảm thấy mình khó chịu, thì trạng thái trào tử cũng giống như vậy, thì làm cho cái tâm mình nó bồn chồn, nó lo âu, nó phập phềnh, nó không có bao giờ mà định tĩnh được, chính là vì cái trào tử này. Và ở đây chúng ta thấy cái chi định nó sanh khởi lên, tức là định ở đây là trú ở trong cái đề mục và trú ở trong phương diện của thiền định, và bây giờ cái tham dục được ngăn chặn. Vì như vậy chúng tôi nói trong cái giai đoạn trở lại, cái giai đoạn mà gọi là upacara samadhi, tức là định trong cận định, là một trạng định khập khiễng, nó chưa có vững. Nhưng mà đến upamaya samadhi đó, tức là nói đến cái kiên cố định á, cái gì? Tức là chỉ đến cái kiên cố định, tức là chỉ cho bốn thiền chứng của chúng ta, hay là có thể nói là bốn thiền vô sắc nữa, bốn thiền chứng của chúng ta, tức là chỉ cho cái kiên cố định. Nói ở đây đó thì chúng tôi xin thưa rồi quý vị, chúng ta đó là chưa có đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta đều dựa ở trên kinh điển, dựa ở trên sớ giải, dựa trên những gì mà các ngài trình bày cho chúng ta, để chúng ta học, để chúng ta tìm hiểu về những điều đó. Và chính cái điều đó, ở đây đó, chúng ta thấy rằng nó nói đến cái việc mà ngài Aruddha nói rằng vô lượng tâm giải thoát là vị tỳ kheo an trú biến mạng một phương hay là nhiều phương, tâm với tâm, câu hữu với từ, bi kỷ và xả, cả bốn cái đó luôn. Cả bốn cái đề mục đó, tâm, câu hữu với từ, bi, kỷ và xả. Bốn tầm trú này lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, và tâm không sân hận buồn phiền, tâm không sân hận buồn phiền. Thì đây chính là một trong nói đến cái trạng thái mà ở trong cái thiền chứng gọi là vô lượng tâm giải thoát. Bây giờ chúng ta đi tới cái điều thứ hai, đánh dấu cộng thứ hai, lại đánh dấu cộng thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát. Bây giờ ta đánh dấu cộng thứ hai này, cư sĩ, thế nào là đại hành tâm giải thoát? Đại hành hay là mở mặt và đáo đại tâm giải thoát. Mặc dù chúng ta học trong Di Diệu Tạng gọi là tâm đáo đại là chỉ cho 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc, sắc giới đều là tâm đáo đại. Này cư sĩ, thế nào là đại hành tâm giải thoát? Nên mở mặt và đáo đại tâm giải thoát. Xuống dòng, tỳ kheo an trú trong thiền biến mạng và thuần
thấm nhuần, không chấp trước, bất cứ một không gian nào chúng ta đọc ở trong phần chánh kinh đó, là dưới gốc cây hay là nhiều cây hay là ở bất cứ một không gian nào, không chấp trước bất cứ một không gian nào, phải ngồi dưới một gốc cây, phải có mặt trong làng, phải một quốc độ, vị ấy không nghĩ là một mình, không bị trói buộc bởi không gian rộng hẹp, đây chính là trạng thái sở đắc của vị an trú trong thiền định. Như vậy thì chỉ cho là một cái vị mà đắc định, ngoài cái việc mà mình nói là bốn phạm trú là từ bi hỷ xả, chỉ nói đến lấy chúng sanh làm đối tượng, còn ở đây đó là không có chấp bất cứ một không gian nào, dù là một nơi hay gốc cây hay là người này người kia hay quốc độ này. Nếu mà tâm còn chấp, ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái tâm mình còn chấp ở trong một cái thiền chứng trên phương diện tu thiền của mình á, mà tâm mình còn chấp một cái gì thì nó còn dư bận cái đó. Còn ở đây đó, đối với một cái người mà có một cái trạng thái gọi là đại hành tâm giải thoát đó, thì không có chấp về không gian hay quốc độ ở nơi của mình ở, hay hoặc là không có chấp ở trong cái trạng thái của nội tâm của mình, trạng thái của nội tâm của mình một cái trạng thái chính mắt chính chắc ở trong đó. Vì vậy cho nên là vị ấy đạt được cái gọi là an tịnh tâm giải thoát. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình đọc học trong Di Diệu Pháp đó, thì ở đây đó gọi chung cái này là gì? Tâm táo đại, tâm táo tại, 12 tâm vô sắc và 15 tâm thọ sắc giới. Thì ở trong cái thiền mà ta khi nãy chúng ta nói đến bốn phạm trú đó, thì nó cũng chỉ đạt đến là tứ thiền hoặc là ngũ thiền của sắc giới thôi. Nhưng mà táo đại đó, chúng ta có thể nói chung cho tâm thiền, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, mà kể cả sơ thiền, nhị thiền luôn. Thì quý vị thấy rằng với một cái trạng thái của nội tâm, một vị mà an trú không có chấp trước, không có chấp một mình hay là quốc độ hay là một gốc cây hay là một làng, hay là ngay cả ở trong cái tu tập của mình, ở trong cái thiền chứng của mình, trong cái phương diện tu tập thiền của mình, mình chấp một cái gì thì còn kẹt ở một cái đó. Vì vậy cho nên ở đây vị ấy đã trú định trên một cái thành tựu do cái tâm của vị ấy đã định được trú trên một cái đề mục. Đó là một trong những cái trạng thái. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai, khi mà ngài Anuruddha nói về bốn cái số hai. Ngài Anuruddha còn giải thích các vị. Ngài Anuruddha còn giải thích có bốn hạng sanh thủ phạm thiên. Bây giờ ta nói đến các vị phạm thiên. Các vị biết Ngài Anuruddha còn giải thích về bốn sanh thủ phạm thiên. Cái gì? Các vị xuống dòng đi. A. Những hạng thiền giả có nội tâm hạn chế, chỉ
chỉ bác ý đến hào quang giới hạn. Chỉ bác ý đến hào quang giới hạn. Khi mạng chung sẽ sanh về cõi thiểu quan thiên, có nghĩa là lúc mà mình tu tập á, nếu một vị mà tác ý đến cái hào quang nó có giới hạn, tức là nó còn trong phạm vi hay nó còn ở trong một cái giới hạn nhất định nào đó, thì vị đó nếu chứng được vị thiền hay là sơ thiền vị thiền, thì vị sơ thiền vị thiền đó thì vị đó sẽ sanh về cõi gọi là thiểu quan, thiểu quan thiên. Cũng có nghĩa là khi mà sanh về cõi đó thì các vị đó có hào quang kém. Bây giờ chúng ta qua B, xuống dòng B. Những vị hành giả tác ý đến thiền quốc, đến hào quang vô lượng, tức là rộng lớn, phải khi mạng chung sanh lên cõi trời vô lượng quang thiên. Lúc này đó là do cái hành giả, một vị hành giả tác ý đến cái chúng tôi lặp lại, những hành giả tác ý đến hào quang vô lượng, lúc đó là khi mà mình tu á, tu thiền á, rồi mình do cái đề mục ánh sáng của mình á, rồi mình chứng thiền á, thì khi đó mình chứng vị thiền thì sanh về cõi vị thiền, thì trong đó khi mạng chung á, vị ấy sẽ sanh lên cõi trời vô lượng quang thiền. Bây giờ chúng ta qua C. Những vị hành giả nhớ đến hào quang tạp sắc, chúng ta thấy là cái hào quang nó sáng trắng, có những cái hào quang nó sáng lung, nhưng mà có những cái hào quang nó pha trộn. Bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta được biết bây giờ này, nó giống như là trong một cái căn phòng tối như thế này, mà chúng ta đều để một cái nến, nhiều cái nến khác nhau, cái đèn khác nhau, rồi trong mỗi cái đèn nó có cái bóng đèn, bóng đèn xanh, bóng đèn đỏ, bóng đèn vàng khác nhau. Nhưng mà khi mà cả hàng trăm cái nến, cái đèn đó nó thấp ở trong một cái căn phòng tối như vậy, thì quý vị sẽ thấy cái hào quang, thấy cái ánh sáng nó như thế nào? Nó sáng đều nha, nó sáng đều nha, nó sáng đều. Thì ở đây đó là do cái tác ý của người lúc mà mình tu thiền, lúc mà mình tu thiền và chứng thiền. Thì ở đây các vị biết tới đâu rồi? Số 2, XC thiểu quan thiên này, tạp sắc sẽ sanh lên cõi trời, phải không? Những vị hành giả nhớ đến hào quang tạp sắc. Tạp sắc ý chúng tôi cũng nói là nhiều cái đèn nó khác nhau và hào quang nó có màu sắc khác nhau. Tạp sắc sẽ sanh lên cõi có hào quang tạp sắc thiểu tịnh thiên. Rồi D, chúng ta xuống dòng.
những vị thiền giả tác ý đến hào quang cùng tịnh. Nó có những cái hào quang mà nó thuần khiết đấy, nó không có bị pha cái gì đó, pha cái tạp sắc, nó thuần khiết, nó sáng tinh năng đến hào quang thuần tịnh. Khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời có hào quang thuần tịnh, cõi vô lượng tịnh thiên. Nãy tiểu tịnh thôi, thứ hai là vô lượng tịnh thiên, biến tịnh. Dạ, biến tịnh quang. Cũng có tên gọi là vô lượng tịnh quang. Rồi, bây giờ chúng ta xuống phần kết luận. Nội dung kinh ngài Anuruddha. Muốn lưu ý với người hành thiền, rằng thiền định không phải là một pháp để chấp thủ. Và thỏa mãn nửa chừng chậm. Có nhiều người chỉ nghĩ là cái đó là cái rút ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta để mà đi đến giải thoát ấy, thì không thể không có thiền định. Chúng ta có hai cái loại giải thoát ấy, là tâm giải thoát và tuệ tuệ giải thoát. Thì cái người mà tâm giải thoát có nghĩa là chính các cái thiền định này, tâm họ áp chế các cái điều cảm này, vượt ra khỏi các cái điều cảm này, thì không bị các cái điều cảm này khống chế, thì đó tâm đó được gọi là tâm giải. Vậy. Còn cái người mà đoạn trừ được các cái phiền não, tức là chỉ cho các cái bậc thánh, sau khi đoạn trừ được các cái thập phiền não đó, vị ấy vượt ra khỏi các cái phiền não và không còn cái diễn biến của sanh tử luân hồi nữa, tức là vô minh và tham ái nữa. Với cái bằng, với cái trí tuệ của mình, bằng cái tuệ quán của mình, bằng cái vị mà tu tập thiền quán này, có được cái tuệ quán này, thì vị ấy đã đoạn trừ được các cái điều phiền não này. Thì vị đó được gọi là tuệ giải, tuệ giải thoát. Chúng ta biết đến đâu nửa chừng thôi. Thiền định là giai đoạn hay quá trình tu dưỡng. Nếu được tu tập thầm mạng Nếu được tu tập thầm mạng sẽ dẫn đến tuệ học. Vậy sẽ dẫn đến tuệ học. Vậy còn nếu kém hơn một chút sẽ sanh
được sanh thú thù thắng. Sanh thú tức là cảnh giới đó quý vị. Nếu quý vị mà tu chứng thiền, thì nếu mà chứng sơ thiền thì chúng ta sẽ sanh về ba cõi sơ thiền là phạm thiên sắc giới. Nếu mà chứng sơ thiền mà nếu với điều kiện mà ví dụ như là quý vị chứng sơ thiền thì quý vị sanh về ba cõi sơ thiền là phạm phụ thiên, phạm chứng thiên và đại phạm phạm thiên. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị. Nhị thiền là gì? Tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, lý tịnh. Dạ. Thì như vậy đó là do cái thiền chứng của mình. Còn nếu như mà mình có được cái tâm an tịnh giờ phút mình mạng chung mà mình chưa chứng thiền thì cũng chính là do cái năng lực đó, đó nó cũng sẽ dẫn mình tái sanh về cảnh giới an vui hoặc là các cảnh giới cõi trời, dục giới, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức giả mai gì đấy, hoặc là cõi người thì chúng ta sanh về cái cảnh giới an vui hơn là chúng ta sanh cho trong khổ cảnh, chính là nhờ chúng ta tu tập thiền. Tiếp tục từ cảnh chấm thiền định. Không có được công năng đoạn tận phiền não. Không có được công năng đoạn tận phiền não. Nhưng lúc nào cũng là cơ sở. Cho thắng trí. Vậy đồng thời là phương tiện tối ưu để hạn chế phiền não chấp. Bây giờ đó là chúng tôi xin nói tiếp lại đó là ở đây đó, ở đây đó quý vị, là mặc dù là nói là để mà mình tu chứng thiền không phải là cái chuyện mà dễ đâu. Dạ. Cái tâm của mình, chúng tôi có thấy rằng là có nhiều người ngộ nhận. Dạ. Ngộ nhận là cho mình là chứng sơ thiền gì thì cái điều đó không có cái gì để xác chứng được á. Không có điều xác chứng. Có một điều đó là nếu mà mình tu thiền đúng cách và đúng mức á, thì cũng chính là cái nội tâm mình được an lạc, được an tịnh. Có. Nhưng mà cũng không phải là dễ mà mình chứng được sơ thiền gì thì tam thiền. Nói như vậy không có nghĩa là mình không thể nào chứng được. Nếu mà mình cố gắng thì mình cũng có thể chứng được. Và khi mà mình chứng được là cái nền tảng như là chúng ta thấy cái phần kết luận. Tuy là nó không phải là một cái pháp để mà đoạn tầm phiền não, nhưng mà nó là một cái nền tảng để cho định học sanh khởi. Chúng ta có phần giới học, định học và tuệ học. Cho nên nếu mà cái người mà tu tập thiền ấy, ở đây đó, cái cảnh giới mà tái sanh của Phật giáo đó, nó đa dạng và nó phong phú. Đa dạng phong phú là ở chỗ là ngay cả cái người mà mình tạo cái phước mà không phải là do tu thiền ấy, bố thí, cúng dường gì, giới gì đó, hoặc là cung kính gì đó, thì cái việc mà mỗi cái hành vi do tác ý của mình ấy, nó cũng đã tạo nên cái quả lớn và quả nhỏ rồi. Thấy không? Rồi mình sanh ra một cảnh giới, nó cũng có cảnh giới cao, cảnh giới thấp nữa. Chứ không phải là không có, không có. Rồi cái người mà tu thiền cũng vậy. Cái người mà chứng thiền thì tùy theo cái thiền chứng mà họ có thể là khi mà thân hoại mệnh chung á, thì họ có thể là sanh ở cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới ví dụ như họ chứng sơ thiền thì họ sanh về ba cõi sơ thiền. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị. Chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam. Tam thiền. Chứng tứ thiền là bao nhiêu? Cõi sắc có bao nhiêu cõi vậy? 16 cõi. Ba cõi nhị thiền, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền là chính là đó. Còn lại bao nhiêu? 7 cõi đó là cõi ngũ thiền. Nhưng trong đó theo cái gì vậy? 7 cõi ngũ thiền có cõi gì vậy? Dạ. Ngũ định cư. Và của tình cơ thì vô phiền, vô nhiệt, thì hiện, thiện khí và sắc tố. Của cảnh, rời, vô tưởng, rồi quảng quảng là bảy khổ tất cả. Vậy thôi. Thì cái người mà chứng ngũ thiền ngoại trừ ngũ tình cư
ngũ tịnh cư thì phải người đó là phải chứng là tam quả, người đó phải chứng tối thiểu phải là tam quả hoặc a la hàm, hoặc a la hàm. Tại vì trong cõi, trong cõi ngũ tịnh cư thì chỉ có ba bậc thấp thôi, ba bậc thánh là bậc thánh gì, tam quả, tứ đạo và tứ, tứ đạo và tứ quả. Rồi cái người mà sanh về cõi tịnh cư thiên á thì cái vị đó là phải chứng quả, quả thánh cơ, phải tam quả. Mà vì sao mà cái vị đó họ, họ mặc dù là không chứng thiền đi nữa, trong trong luận tạng gọi là không chứng thiền đi nữa, nhưng mà vị đó khi mà mạnh vô phải sanh về cõi đó thì do vị đó diệt trừ được sanh thọ, diệt trừ được dục, dục ái, ha, vì em diệt trừ được dục ái, diệt trừ được sanh thọ. Mà nếu mà diệt trừ được dục ái thì không tái sanh là có dục rồi, nhưng mà vì nó còn ái sắc và ái vô sắc thôi, ái sắc và ái vô sắc. À, nhưng mà vì đó diệt trừ được sân hận, cái sân hận là cái người mà tu chứng thiền họ cũng đè nén được cái sân hận rồi, nhưng họ chưa diệt trừ được, tức là không còn, không có chứ không phải là không phải không còn, cái người mà tu chứng thiền. Còn đối với một cái vị mà cái vị mà tam quả thì cái vị đó đoạn trừ được dùng ái và sanh, do đoạn trừ được dùng ái cho nên không tái sanh được, gọi dùng ái, vì vậy cho nên là gọi là bất bất lai, không trở lại, bậc thánh bất lai không trở lại. Rồi đó là do vị đó đoạn trừ được sân hận, cái sân hận đó là do đoạn trừ được sân hận là cái yếu tố mà là yếu tố để sanh về các cái cõi phạm trời phạm thiên sắc chết, trời phạm thiên sắc chết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng dù gì đi nữa thì thiền định để mà đạt được nó không phải là dễ. Chúng tôi nói điều này cả quý vị và chúng tôi cũng chưa chứng thiền, nhưng mà có một điều đó là chúng ta đều dựa ở trong kinh điển, ở trong những gì mà Đức Phật này dạy và là các vị tôn túc, các vị trưởng lão, các vị A Sở Lê đã dẫn dạy lại cho chúng ta. Và điều đó nếu chúng ta tìm được một cái nguồn an lạc ở nội tâm thì chỉ có cái là tâm mình an tịnh, mà an tịnh thì phải là do thiền định. Mà chúng ta biết rằng cái người cái vị mà được gọi là đệ nhất về thiên nhãn là ngài Anuruddha. Và ngài Anuruddha mà sở dĩ ngài có được cái thiên nhãn thần tịnh như vậy, trong kinh mô tả là thần tịnh siêu nhiên, thấy vô ngàn thế giới, ví dụ như ngài thấy trong suốt thấy cả các cái thế giới, các cái cảnh giới như vậy, thì chính là những sự thuần thục mà do trong đời sống hàng ngày ngài đã buông tập về những điều đó, cho nên ngài có được những điều đó, đã có được cái gọi là thiên nhãn. Thì cái bài kinh hôm nay nó nội dung là nói đến hai cái ý, một là sự khác nhau giữa giữa vô lượng tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát không? Là gì, đại hàng tâm giải giải thoát. Cái thứ hai nữa là nói đến bốn cái cảnh giới mà bốn cái vị mà trong những cái trạng thái của phạm. Còn thêm thì quý vị tìm hiểu thêm, khi mà chúng ta tìm hiểu thêm thì để chúng ta tìm chúng ta tạo được cái niềm quan hệ cho mình. Hôm nay tôi không có được khỏe cho nên là chỉ nói đến đây. Thank you.